Lại này A Nan, thiện nam tử ấy trong khi tu tập pháp Tam Ma Đề, trong Samatha sắc ấm không còn, thấy tâm chư Phật như trong gương sáng hiển hiện hình tượng. Giảng: A Nan, bỉ thiện nam tử tu Tam Ma Đề. Này A Nan, những người thiện nam tử tu công phu phản văn tự tánh, họ tu nhĩ căn viên thông đạt đến định lực này, Samatha trung sắc ấm tận giả. Trong chỉ quán tịnh lự này, sắc ấm nếu bị phá, khi sắc ấm bị phá thì như thế nào? Kiến chư Phật tâm như minh cảnh trung hiển hiện kỳ tượng. Thấy chư Phật pháp môn tâm ứng này giống như cái gì? Giống như hình bóng của ông hiển hiện trong đại gương sáng. Dịch: như có sợi đắc nhưng lại không thể sử dụng được nó, như bị bóng đè, tay chân y nguyên, thấy nghe không lầm, tâm gặp khách tà, không thể cử động. Đây được gọi là cảnh giới thọ ấm. Giảng: nhược hữu sở đắc di di năng dụng. Dường như có chỗ đắc nhưng không thể sử dụng nó, giống như cái gì? Do như yểm nhân thủ túc quyển nhiên kiến văn bất hoạt. Trước tôi đã nói về quỷ cưu bàn trà, tức là quỷ yểm mị. Quỷ yểm mị này yểm chặt lấy người, người bị yểm tay chân đều còn, chẳng phải là không có tay chân. Tánh thấy và tánh nghe không có mê mờ. Tâm xúc khách tà như bất năng động. Nhưng khi tâm tiếp xúc với khách tà này thì đều không thể nhúc nhích. Thử tắc danh di thọ ấm khu vũ. Tình cảnh này gọi đó là thọ ấm khu vũ. Đó là tình hình trong phạm vi bị thọ ấm quản lý. Dịch: nếu bóng hết đè, tâm kia lìa bỏ ra khỏi thân thể, trở lại nhìn xem diện mạo của mình, đi ở tự do, không còn ngăn ngại. Đây được gọi là thọ ấm đã hết. Người ấy có thể siêu dược kiến trược, quán xét nguyên do vọng tưởng hư minh chính là nguồn gốc. Giảng: nhược yểm cửu hiết, kỳ tâm ly thân. Trong thọ ấm, dường như có quỷ yểm mị yểm ông, vì thế ông không thấy tự do. Nếu quỷ yểm mị này hết thì tình cảnh này cũng không còn nữa. Thọ ấm phá rồi thì tâm của ông sẽ rời thân của ông. Phản quán kỳ diện, khứ trụ tự do, vô phục lưu ngại. Ông có thể nhìn thấy gương mặt của mình. Ông muốn đi chỗ nào cũng tùy ý, không muốn đi cũng tùy ý, tự do, không bị trói buộc, cũng không có gì lưu ngại. Danh thọ ấm tận. Cảnh giới này tức là thọ ấm phá rồi, không còn nữa. Thì nhân tắc năng siêu diệt kiến trược. Người này có thể vượt qua kiến trược. Kiến trược trước đã giảng rồi, đó là kiến trược trong ngũ trược ác thế. Kỳ quán sở do, hư minh vọng tưởng dĩ di kỳ bổn. Quán xét xem ngũ ấm từ đâu đến. Hư minh vọng tưởng là nguồn gốc của nó, nay phá được ngũ ấm, vì thế nguồn gốc của nó cũng không còn nữa. Lời ban biên tập: dưới đây là lời giảng của thượng nhân năm 1980. Hư minh vọng tưởng. Hư tức là hư giả. Cái minh bạch đó cũng là cái minh bạch giả, không phải là minh bạch thật. Hư minh tức là dường như hiểu mà lại không hiểu, không phải là thật hiểu. Điều mình hiểu cũng là giả, thức là thông minh giả. Câu hư minh vọng tưởng tức là vọng tưởng giả, cũng tức là tên riêng của vọng tưởng. Vọng tưởng vốn là giả, tự mình cũng không biết đó là vọng tưởng. Người này đang vọng tưởng mà tự bản thân mình không hay không biết. Điều này giống như trong gương hiện ra hình bóng vậy. Đó chính là hư minh, nhưng không có ích dụng gì, chỉ là hiện tượng.
Các ông tuy biết, nhưng ông nhìn thấy hình bóng trong gương có ích dụng gì? Tự ông hiện ra lại có ích dụng gì? Không có ích dụng gì cả. Đó gọi là hư minh. Như đứa trẻ nọ rất thông minh, tôi thường hỏi nó: còn mấy tuổi rồi? Con 8 tuổi. Tôi lại hỏi: tại sao con không phải 9 tuổi? Nó không biết tại sao không là 9 tuổi. Các ông nhìn thấy, nó tuy rất thông minh, nhưng cũng không biết trả lời. Con thêm một năm nữa thì 9 tuổi. Nó không hiểu. Tôi lại hỏi: tại sao con không thường là 7 tuổi? Nó cũng không biết trả lời như thế nào. Đó gọi là hư minh. Việc rất đơn giản như vậy mà không hiểu rõ. Nếu hỏi người lớn như vậy thì họ nhất định sẽ trả lời được. Vì nó là đứa bé nên nó không hiểu. Đó tức là hư minh. Giống như thọ ấm, người đó hiểu rõ đó là vọng tưởng, lại không hiểu rõ đó là vọng tưởng. Chính vào lúc này gọi là hư minh vọng tưởng. Rất đơn giản, không có gì cả. Anh Văn ông dùng một chữ là được rồi mà. Hư minh vọng tưởng có thể dùng glass, pha lê để hình dung. Pha lê không trong suốt, bên trong không thấy bên ngoài, bên ngoài không thấy bên trong. Cái đó có thể nói là vọng tưởng hư minh. Vì vọng tưởng vẫn là rất nhiều, nhìn không thấy, nhìn không rõ. Vọng tưởng đầu tiên sắc ấm, tức là vọng tưởng kiên cố. Có thể nói kiên cố giống như cục gỗ vậy. Còn cái dạng mà có chút giống pha lê, không trong suốt, nên gọi là hư minh. Dung thông vọng tưởng, tưởng ấm thì có thể nhìn thấy. Cái vọng tưởng u ẩn, hành ấm, tức là pha lê, nơi đó cái gì nhỏ nhặt cũng đều thấy hết. Dung thông tức là từ bên trong nhìn thấy bên ngoài, giống như loại pha lê trong suốt. Pha lê có thứ không trong suốt lại đập không bể. Có thể dùng để ví dụ cho vọng tưởng kiên cố, có lưới sắt lại không trong suốt, đập không nát. Đó là vọng tưởng kiên cố. Có một chút trong suốt nhưng bên trong vẫn không thể thấy bên ngoài, gọi là hư minh vọng tưởng. Dung thông vọng tưởng tức là loại pha lê có thể nhìn thấy bên ngoài, có thể biết vọng tưởng của chính mình. Cái vọng tưởng u ẩn thứ tư thì không những có thể nhìn thấy mà còn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, vi tế. Đến cái vọng tưởng điên đảo thứ năm, thức ấm, là pha lê. Cái gì cũng không có, đều thấy hết, nhưng ở trong vẫn còn vọng tưởng. Cái vọng tưởng đầu tiên thì xem nó như là lưới sắt, thậm chí là thứ pha lê dùng búa đập cũng không bể, dùng súng bắn cũng không nát. Đó là vọng tưởng kiên cố. Đó đều là ví dụ rất bình thường, tức là dùng pha lê để hình dung ra rất nhiều vọng tưởng như vậy. Quý vị phiên dịch kinh điển nhất định phải nghiên cứu thứ nào ở thế gian này có thể dùng để ví dụ. Dùng ý nghĩa để ví dụ, người ta sẽ hiểu ngay thôi. Tôi nói cái này rất có lý phải không? Chỗ u ám cũng có thể nhìn thấy, chỗ minh hiển cũng có thể nhìn thấy. Nếu như quý vị sợ pha lê bị đập bể, vậy thì quý vị vẫn còn vọng tưởng. Quý vị dùng cái này để ví dụ cho năm thứ vọng tưởng thì rất thích đáng. Mọi người nên suy nghĩ thêm nếu có ví dụ khác, ý nghĩa khác. Quý vị có thể suy nghĩ hoàn chỉnh hơn thì càng tốt. Công tác phiên dịch kinh điển rất là gian nan. Trước kia ở Trung Quốc, sự nghiệp phiên dịch kinh điển tiếng Phạm thành Trung Văn cũng rất gian nan. Nay từ Trung Văn phiên dịch thành Anh Văn cũng rất gian khổ. Nhưng vào lúc đó không có người Ấn Độ, chỉ có Phạm Văn. Vì thế còn gian khổ hơn chúng ta nữa. Chúng ta hiện nay, người hiểu được Trung Văn cũng không nhiều.
cơ bản về tiếng Trung cũng không giỏi lắm. Có người cũng không hiểu văn nghĩa lắm. Vì thế chúng ta không màng sự cực khổ gian nan để phiên dịch kinh điển. Tuy nói là cực khổ gian nan, nhưng chúng ta là chuẩn bị truyền huệ mạng Phật, kế tục đèn Phật Pháp. Công tác của chúng ta đối với nhân loại thế giới tương lai có ảnh hưởng rất lớn. Nay phiên dịch tốt nhất là thông suốt văn nghĩa là được rồi. Chúng ta không cần phải giống như thêu hoa quá đẹp, quá mỹ lệ. Có thể qua được là tốt rồi. Sau đó, người sao cho rằng không tốt, có thể phiên dịch lại. Có đại khái thì người sao có thể chỉnh đốn lại. Đó là việc tương lai. Này, nhân dịp chúng ta có nhiều người như vậy, mọi người nên đặc biệt dùng tâm, đặc biệt chú ý để làm công tác này. Vậy thì ngày nào một vị pháp sư nào đến đây nhìn thấy, vị này sẽ nói đây thật là cảnh giới dịch trường, lại lần nữa xuất hiện. Chúng ta tuy nói người bên ngoài không biết lắm, nhưng chúng ta từ từ làm tốt, ở bên ngoài vẫn không biết. Tôi chưa từng phát biểu ở bất cứ chỗ nào. Nói chỗ của chúng ta ở đây giống như dịch trường, mà một vị pháp sư nào đến chỗ này, vị này cũng tham học nhiều nơi, nói cảnh giới dịch trường lại xuất hiện. Đối với câu nói của vị này, tức là vẫn có người biết đến chúng ta. Vì thế, các vị cần phải hết sức nỗ lực, đặc biệt vì công tác thần thánh này, không nên qua loa sơ sài, cũng không thể tùy tiện cười cợt. Chúng ta ở đây không phải là chỗ để cười. Chúng ta ở đây rất trân trọng việc này, rất nghiêm túc. Phải xem việc này là một việc quan trọng để làm. Ha ha ha,